Audio. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thứ ba, bọn mình làm xong là 5:30. Thì bây giờ bắt đầu đi thuê xe ô tô này đi đá bóng nha. Bắt đầu đá từ 7 giờ đến 9 giờ 2 tiếng. Có như lần trước, 1 tiếng là 1 man 500 yên, khoảng 2 triệu Việt Nam đồng. Thì hôm nay có 5 người thuê xe nha. Hôm nay là có 5 người, có mình này, xong rồi hai bạn bên này, xong rồi có thêm lái xe nữa. À, trong rồi có thì mình tưởng vào kinh nghiệm chi đó. Intensity. Hôm nay quyết định là có 14 người đi đá bóng ấy, nhưng mà đang giữa trường bữa trưa hôm nay là có 3 bạn bị corona, thế nên là cả lũ nghỉ. Hôm nay chắc còn có 8 người đi thôi à. Cùng đi xem đá bóng của mình như thế nào nha. Hiện tại đang đi trên đường. Đi ô tô cũng là xe thuê nha các bạn. Thuê 2 tiếng mỗi người 500 yên, hôm nay đi 5 người thì mỗi người 500 yên. Là ngang đi xe buýt thôi, đi xe buýt thì cũng 460 yên, mà đi ô tô thuê xe tự đi như này cũng 500 yên một người. Giờ bắt đầu đi vào chỗ sân đá bóng nhé. Áo này cũng là áo đồng phục của công ty phát cho nha. Futosaru House này. Giờ mọi người bắt đầu đi vào trong này à. Thuê sân đá bóng á. Giá thuê sân là 1 man 1 giờ nha. Khoảng 2 triệu. Lúc trước bọn mình đá ở cái sân 2 á, giờ bọn mình đá sợ sân 4 nha. Cái bên này là sân tennis này. Sân 2 ở phía dưới kia. Giờ lên sân 4 là ở trên cái bên trên này nha. Cái cốt họ đá rất là đắt luôn ấy, nhưng mà chia ra đồng người thì thấy bình thường, vì là bọn mình đá 17 người á. Đá 17 người thì 2 man 1, 2 tiếng, chia ra 17 thì mỗi người 1 sen 2, sen 3 gì đó. Nhưng mà hôm nay có tầm 9 bạn nghỉ, không đi đá. Nhưng mà vẫn chia ra đồng người 10, đồng người 17 người nhé. Giờ ở đây mới có 4 này, thì mình là 5. Còn hai bạn đi xe buýt nữa đang đi ấy. Đây sân đá bóng đây nha. Sân bên trong này. Chỗ này là chỗ ghế ngồi giả lao á. Hiện tại đá được 1 tiếng rồi nha. Hôm nay là có tổng cộng 7 người đi. Gôn thì nó đầu để ở kia, thì là kê dịch nuôi lên đây. 3 đá 4 nhá, còn có một người thì cứ một lúc tìm này một lúc tìm kia. Thank you.
さあ、もういいね。リバコタレフリいや、今のチャラシ。シシ。俺だめ。まだケッパ。Đá giờ được 1 tiếng rưỡi rồi nhé. Quần áo cũng ướt sũng rồi. Còn 30 phút nữa. Giờ mọi người đang nghỉ giải lao. Đá 3-4. Khá là mệt. Cứ một trận là 7 phút nhé. Giờ bắt đầu vào giờ chắc còn 2 trận nữa. カメラの前でいいとこ見せようとして。じゃあ、こっちでいい。メタリング。いけないで。俺、ユーマ、リョーマからもらったっけ、こっちされね。ペペ。いいね、今の左足。いい左足。ユーリンが。大丈夫。
アディショナルタイム長なるて。ちょっとゆっくりしよう。じゃあお前端食いてきて。マジごめんめぐり。とりあえず安全なところで、ここにいたらもう一本作られるから。じゃないですよ、一回休憩しときさ。俺の水まだ冷たいわ。マジでごめん。なんかここに来て思いっきり、なんかユーマがそっち入る。うん。はい、はい、ユーマ。あいっ、2、また抜かれた。1、出た。まだ映ってる。映ってない。赤いランプ点滅してる。電池切れだ。映ってるよ。レックボタンじゃん、普通に。あ、そういうことか。あんないい位置でボール持ってる、渡すわけないだろ、お前。主人公なんだ。さあ、うわぁ、あぁ主人公やな。見えた、メンタビジョン。さあ切り替えよう。来てる。ほら、なんか、ユーマ、ユーマ出せ。うまい。ユンくんパスされてしてるよ。もうあの時のユンくんとは違うんだ。やばい。いい。アウト。最高だけど。ユンくん切り替えだ。そっち見てんのかい。うわ。おめでたいなあいつ。あ。今、サーブ勝ってるわ。ボコボコだよ。心配になった。あーあくっ、いけいけいけ。あっ、それマシ。ダメマシ。ストライカーの血が騒い。あ、ゴール戻さないと。終わり終わり終わり。やばいやばい。OK, hiện tại 9 giờ bọn mình cũng bắt đầu đi về nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem. Cho mình một like và subscribe kênh YouTube của mình nữa nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.